khu rừng nhiệt đới xanh mướt và bình yên, hoàn toàn để bạn tận hưởng tại Tropic Garden Residence. Tọa lạc tại trung tâm khu Thảo Điền quận 2, khung cảnh sông Sài Gòn thơ mộng, Tropic Garden dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch. Cách trung tâm Thủ Thiêm khoảng 2 km, có thể dễ dàng di chuyển qua quận 1, quận Bình Thạnh và quận 9. Trong tương lai gần, khi xa lộ Hà Nội được mở rộng, cầu Sài Gòn 2 được xây dựng và các tuyến tàu điện metro đi vào hoạt động, giao thông sẽ ngày một thuận tiện. Giữa khung cảnh thiên nhiên nhiệt đới hiền hòa là 5 tháp căn hộ cao 27 tầng với kết cấu vững chắc và cân đối với tổng thể, được thiết kế theo phong cách phương Tây lịch lãm.